hello anh em, video này mình lại tiếp tục giải combo của top 2 dự án ngày 24 tháng 10 năm 2024 nha anh em. Đầu tiên là Mazot ha, thì hai ngày rồi mình nhập sai lộn cái ký tự với nhau anh em, cho nên video này anh em chú ý nha. Cái video ngày hôm qua mình có nói rõ anh em rồi mà, là trong cái đó cái combo mình bị sai, cho nên mình kêu anh em là nhập phải đúng, à, mình có ghi trên màn hình mà, anh em cứ nhập đúng ghi trên màn hình là anh em đâu có sai đâu. Ok nha, như thường lệ ha, chúng ta điểm danh này, rồi à, sau đó vào cái chỗ roulette này hoặc là ơn nè chúng ta follow cái này kiếm 1.200 mỗi ngày ha anh em bấm chết này à, mình chưa anh à, nó cho nhận luôn anh em à mình không cần cạp phải follow nữa ha rồi anh em vào một game roulette ha chúng ta sẽ quay à, nhưng mà ở đây hồi sáng này mình quay rồi thì anh em quay ngẫu nhiên nha trúng từ 500 cho đến 10.000 nha rồi sau đó chúng ta vào cái combo này chúng ta giải nha hôm nay anh em phải làm cho đúng nha anh em à, hôm qua mình cũng đã nói rõ trên video là anh em phải nhập theo cái ký tự mình đánh trên video là anh em sẽ đúng lùi nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cho anh em. Rồi mình đánh số này, anh em phải để ý cái số mình đánh đó. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nha. Rồi bây giờ mình sẽ gõ cái này xong thì mình sẽ đánh lại cho anh em nha. Một, hai, ba, bốn. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cho anh em xem này. Anh em nhớ nha ký tự này một nè, hai nè, ba nè. 4 nè nhập sai nữa là mình chịu anh em luôn á Mình không biết anh em nhập sao đó anh em cứ nhập đúng trên màn hình mình ghi số là anh em, anh em sẽ đúng nha rồi mình chết nè đó được 5.000 ha rất là chính xác nè rồi dự án Amazon uh, uh, combo đã xong thì mình đi đến dự án số 2 Vietex Foundation nha Vietex Foundation thì như thường lệ nha khi mà chúng ta đăng nhập vào nó sẽ có cái khai thác tự động này thì chúng ta cứ nhận nha tùy theo cái thẻ cạc mà anh em đã nâng lên nó thấp hay là cao anh em bấm cờ làm bên điểm danh hàng ngày nè đó rất là ngon ha rồi ở đây thì chúng ta có thể làm những cái nhiệm vụ này anh em rảnh thì làm nha sau đó chúng ta nhấn vào cái chữ là mini ở đây này để chúng ta nhận cái phần thưởng khai thác tự động ở đây connect nha chọn bên cái phần mà chúng ta miễn phí đó. đừng có chọn bên điểm ton nha anh em rồi uh, mission nè anh em vào đây rất nhiều nhiệm vụ ở đây đó kéo xuống dưới nè có nhiều anh em không làm thì bỏ phí cái này ha ví dụ như mình uh, có thể làm những cái nhiệm vụ này để chúng ta kiếm thêm cái đồng vettel để chúng ta nâng cấp lên À, vào daily nè, đó. Rồi, anh em bấm vào upgrade. Up lên hết nhìn em, sau đó ra một cạc nè, anh em coi những cái nào mà à, cái xu nó rẻ nè, đây, ít nè, chúng ta upgrade lên nè. Đó, mỗi ngày chúng ta vào nâng một hai cái cạc thôi. Để chúng ta kiếm thêm cái tốc độ đầu thôi anh em. Rồi qua một thứ hai. Tìm nè, cái này nè, lên level 5 nè, đó. Đơn giản lắm anh em. Những cái mà à, tầm khoảng 5 tết trở lại ha thì chúng ta cứ nâng đi. Đó mỗi ngày vào mỗi mục chúng ta nâng cấp một hai cái thẻ cạc là ok rồi đó như thế này thì tốc độ khai thác nó sẽ cao hơn chút xíu nha anh em thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần đăng nhập vào là chúng ta nhận thêm cái phần thưởng về cây bonus này ok ha rồi mình đi đến giải cái combo nha anh em để mà giải combo thì chúng ta nhấn vào cái hình mũi tên ở đây nè đó rồi cái combo ngày hôm nay cũng khá là dễ nha anh em nó chỉ có hai cái hình thôi cho nên chúng ta cứ nhập đúng ha một nè hai luôn nha anh em trên này ba nè rồi bốn luôn Đó 1, 2, 3, 4 ha 1, 2 nè 3, 4 Đó Chính xác Thì chúng ta sẽ nhận được 16.3 ha Nói chung trong cái ứng dụng mini game này Thì cái VTX đó Thì cái giải combo nó Kiếm nhiều hơn là những cái Mục khác nha anh em Lưu ha Cho nên cái combo hàng ngày Thì mình sẽ giải cho anh em Để anh em biết cách giải Anh em không cần phải Xem video của ai hết ha Thì nhớ đăng ký nhấn like kênh mình hàng ngày mình giải cho anh em Để anh em biết cách giải nha Ok bye bye